Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nói ra thì lão già thối trong vài ông đã bị Sĩ Thiên Sứ đánh bại rồi sao? Sao trông ông không có vết thương nào cả? Sao? Thấy ta yên lành, tiểu tử ngươi có ý kiến à? Ta không phải, ta không có. Ta đúng là bị năng lực đặc biệt của hắn chơi một vố, nhưng mà hắn cũng không làm gì được ta. Chỉ có thể đem ta nhốt ở trong khu vực thành thiên sứ. Lại không biết được, ngược lại đã giúp ta việc lớn. Trung khu của tòa thành thiên sứ này ẩn giấu ở sâu trong lòng đất. Chỗ đó cũng là thánh địa bí mật của tộc thiên sứ, bên trong cung phụng một mảnh vỡ đá thế giới. Nhưng mà thật ra, ngay cả nó cũng là do người tạo ra. Cái gì? Vậy lúc nãy, người dùng để tu sửa không gian à? Là của bản thân ta. Trên miếng đá giả đó vốn không hề có dao động năng lượng. Chắc là lúc dùng để chế tạo phó bản đã tiêu hao hết rồi. Chỉ tội nghiệp cho lũ thiên sứ không biết gì cả, ngay cả khi bị đuổi khỏi thành đoạ thiên, còn tâm niệm muốn đoạt lại thánh địa của mình, thật ra chỉ là một miếng đá thường mà thôi. Nhận lấy trả cho họ đi. Cho nên ngài mới bảo Phinia rời. Phinia họ rời đi sao? Có một vài sự thật quá là tàn nhẫn, vẫn là không biết thì tốt hơn. Liên tiếp. Nếu liên quan đến đá thế giới, cộng thêm 333 phút trước ngài tận thế mà ngài vừa nói, chẳng lẽ là phái hậu khởi làm sao? Đúng vậy, và lại rất có thể là người của khu Bắc Bộ. Khu Bắc Bộ? Tôi biết sự tồn tại của khu an toàn này, nhưng mà lại rất ít nghe nói đến thông tin có liên quan. Tập đoàn Hàn Mặc từng nhiều lần phái người đi thăm dò tình báo, nhưng mà không hề ngoại lệ đều tay trắng trở về. Đến nay cũng không nắm chắc được bao nhiêu tình báo của họ. Mấy chục năm nay ta đi khắp đại lục, cũng chỉ có một lần qua khu Bắc Bộ. Chỗ đó là nơi quanh năm bị băng tuyết che đậy, kết giới lớn bao trùm quần núi, khiến cho nó cách tuyệt với ngoại giới. Họ tin phục một nữ thần tên là Phunia, dùng tông giáo trị quốc. Xem các khu an toàn khác là dị đoan, lý tưởng lớn nhất của họ chính là dùng tín ngưỡng của nữ thần thống trị cả đại lục, là phái trung kiến kiên định nhất. Người còn đến nơi như vậy à, lại đang tìm cách xây dựng lại thế giới hay sao? Lúc trước ta đúng là không tin là người nói, nhưng mà sau khi gặp Diệp Hạo ta dần hiểu rồi. Nói không chừng tiểu tử này chính là người mà ngươi muốn tìm. Trung kiến à? Chuyện đó đã bị ta gác sang bên, một bên rất lâu rồi. Ngươi nói gì, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ hay sao? Đó chẳng phải là ước mơ trước giờ của ngươi hay sao? Thế giới lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của ngươi, sức mạnh cá nhân rồi cũng có lúc chấm dứt. Ta cũng sớm đã qua tuổi làm người có lý tưởng chủ nghĩa. Nay thực tế hơn một chút thì tốt hơn. Đúng là nhớ hiệu trưởng cũng từng nói lý tưởng của Mộ Duy là khởi động lại thế giới. Nhưng mà ông chú lại cho rằng Mộ Duy là phái trùng kiến. Xem ra trong khoảng thời gian họ chia tay nhau đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Mộ Duy thay đổi ý nghĩ hay sao? Khoan hãy nói cái này, ta rất tò mò sao lão tiền bối không hóa thành thiên sứ sa đọa. Cậu thêm ta vào trong đội của các cậu thử nào biết. Tổ đội, chờ chút. Ấy, cánh biến mất rồi. Vòng sáng cũng biến mất rồi, thiên sứ sa đọa giả trừ rồi. Làm thế nào làm được vậy? Nhiệm vụ yêu cầu là thăm dò toàn cảnh phó bản, giúp cho thiên sứ sa đọa. Các người chỉ hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ thăm dò còn chưa hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ này tính theo tiểu đội, có ta gia nhập các người cũng tính là thành hoàn thành. Cũng có nghĩa là tiền mỗi người. Mỗi góc ở trong phó bản này ta đều đã thăm dò xong. Tỷ lệ thăm dò phó bản 100%, không hổ là thợ săn truyền kỳ, dọn bản đồ cũng là số 1. Chờ rời khỏi phó bản, lão tiền bối có muốn đến khu Tây Nam của bọn họ xem thử hay không? Giờ chỗ đó đang rất phát triển, nếu có thể được người chỉ điểm thì càng tốt. Cảm ơn ý tốt của cậu, chỉ là ta sớm đã quyết định đem phần đời còn lại toàn bộ dùng đến tìm sự thật của thế giới, khu an toàn không có ý nghĩa gì cả. Cắt không gian. Giờ cũng là lúc rời đi rồi, đây là thần khí, thứ nguyên phân đoạn đao, có thể tự do ra vào bất kỳ phó bản nào, vừa có thể chỉ định phó bản đã đi qua, cũng có thể vào phó bản ngẫu nhiên chưa từng biết đến. Lần này là về sau. Đả thông thông đạo thứ nguyên, kiểm tra đường độ khó của phó bản là cấp 500, có vào hay không? Cấp 500? Không cần phải lo. Lão già thối còn có một thần khí đặc biệt, có thể để cho cấp của nó tự động vào đồng bộ với cấp phó bản. Cũng có nghĩa là bất luận phó bản cấp cao bao nhiêu, đối với nó mà nói đều như nhau. Thần khí, bình đẳng vương giới. May nhờ có nó ta mới có thể bỏ qua cấp thăm dò phó bản lớn.
Nhưng mà ở ngoài phó bản nó vô hiệu. Chả trách lúc trước hệ thống nhắc nhở cấp của mộ di quá cao không tra được. Tài sản của chuyển nhân thợ săn quả nhiên là không tầm thường. Cuối cùng ta còn có một việc muốn thỉnh giáo. Người và mộ linh có quan hệ gì? Nghe khẩu khí của cậu hình như là quen nó vậy. Nếu ta nói phải thì sao? Bây giờ còn chưa đến lúc. Chờ lần sau gặp mặt ta sẽ suy nghĩ. Lão già thối này cứ vậy đi rồi thật nà. Ít nhất khẳng định ông ấy bình an, sau này cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Đừng hiểu lầm, ta mới không nói cho ông ấy. Dạ dạ. May nhờ ngài tiêu diệt ngoại địa, bọn ta mới có thể trở lại thánh địa. Bắt đầu từ hôm nay, ngài là vua của bọn ta. Mời vua và hoàng hậu của chúng ta, hả? Em là hoàng hậu của anh rồi. Trong đầu của nha đầu này chắc chắn lại đang nghĩ mấy thứ kỳ lạ. Sau khi mộ duy rời đi, lá thế giới giả đó đã biến thành chìa khóa của phó bản. Xem ra cho dù là phó bản nhân tạo, cũng đang từng chút một chịu ảnh hưởng của on hóa. Thiên sứ nhân tạo và vua ngụy thiên sứ cũng khai xứng. Và lại ai nói sau này giả không thể nào thành thật cơ chứ? Thôi được, để ta giúp các người xây dựng lại thành thiên sứ. Khả Nhi, Diệp Hạo không hay. Cô đông đại tập kích rất là nguy hiểm, cậu mau. Khả Nhi. Không lâu trước, tổng bộ của tập đoàn Hàn Mặc. Hoa tiểu thư từ xa đến, lần này lại chuẩn bị mang hợp tác gì đến cho chúng tôi đây? Ông Mạc đúng thật là vào thẳng đề tài, vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Ngày khu lớn Tây Nam phát triển mạnh, ta đương nhiên muốn tiến hành trao đổi hợp tác sâu hơn với các người. Bọn ta đương nhiên cũng mong có thể tiếp tục hợp tác, chỉ là không lâu trước đây, khu Đông Đại bắn vệ tinh thật khiến người ta bất an. Thật ra không lâu trước trong cuộc họp lãnh đạo khu Đông Đại, đề nghị tiếp tục nhắm vào Diệp Hạo của Victor đã bị bác bỏ. Ta nghĩ gần đây chắc hẳn là cũng sẽ thu lại một ít. Lần trước người đàn ông mặt dày râu đó còn chảnh nắm cơ, lần này chịu thiệt thòi rồi phải không? Nói ra thì sao không thấy Diệp Hạo? Cậu ấy có chút việc riêng. Nếu ngài có vấn đề gì tôi có thể truyền đạt thay. Sớm đã nghe nói đại tiểu thư có quan hệ không tầm thường với Diệp Hạo, không biết các người phát triển đến bước nào rồi. Ngài đừng cười nhạo tôi nữa. Tình hình pháo quỹ đạo thế nào? Bố trí siêu cấp đã hoàn thành, tỷ lệ bổ sung năng lượng là 50%, Victor nằm trong dự tính. Vậy thì bắn một phát thờ uy lực trước đi. Nhưng mà các tổng sự chẳng phải là nói tạm thời đừng kiếm chuyện với Diệp Hạo hay sao? Làm vậy có. Lãnh đạo chỉ nói đừng kiếm chuyện với Diệp Hạo, có khi nào nói đừng nhắm vào khu lớn Tây Nam đâu. Nhưng mà cho dù là vậy, thủ đoạn có quá khích quá hay không? Ngươi đang dạy ta làm việc hay sao? Ta không dám tha mạng. Đáng tiếc tiểu tử đó không ở đây. Lần này lấy khu lớn Tây Nam và Mạc Tôn Long họ huyết tế trước đi. Không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không lặp lại chuyện chiến nội thần Long. Mong là vậy. Công kiên bề mặt giao cho ngươi chỉ huy. Nào bắt đầu đếm ngược thời gian. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bổ sung năng lượng hoàn tất, sửa góc độ, mục tiêu khu lớn Tây Nam. Phái quỹ đạo Hermos bắn. Cái gì? Cẩn thận. Đây. Xung quanh khu an toàn xuất hiện lượng lớn kẻ địch vũ trang, nhưng mà hệ thống phòng ngự đều tê liệt. Bộ đội ở trên không của kẻ địch đã xuyên qua bầu trời đến thẳng khu thứ nhất, xin chi viện. Trung tâm của hệ thống phòng ngự được thiết lập ở 4 tòa nhà Hàn Mạc. Chắc là ánh sáng lúc nãy đã hủy hoại trung tâm, không biết đồng sự trưởng họ. Đáng chết, đây tuyệt đối là vụ tập kích có kế hoạch chi tiết. Rai, ông mau nghĩ cách tu sửa hệ thống phòng ngự. Can, phái người đi liên lạc tổng bộ, tôi muốn biết tình hình khu một ngày. Nếu Mạc đại tiểu thư có chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với Diệp Hạo? Dạ. Hệ thống phòng ngự của các người đã tiêu rồi, lần này xem ai còn có thể bảo vệ các người. Ông chủ Victor nói rồi, chiếm lĩnh khu Tây Nam, tiền tài mỹ nữ ai đến trước có trước, bọn nhỏ giết cho ta. Yes. Khu thứ hai giao cho bộ đội mặt đất, chúng ta đến khu thứ nhất xem thử thi thể của Mạc Tôn Long còn hay không. Mang về lấy công,
Tốt nhất là con gái của ông ta còn sống, vậy thì mấy anh em còn có thể sướng một phát. Cái gì? Là chiếm đội Mạc Công, lại còn sống. Chó của khu Đông Đại lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Bạn Hào, cậu đi cứu đại tiểu thư họ ra, những người khác theo ta ứng chiến. Dạ. Đồng sự trưởng, đại tiểu thư, các người ổn chứ? May nhờ bí bảo của Hoa tiểu thư, bọn ta mới có thể may mắn sống sót. May mà ta phản ứng kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. Tốt quá rồi, giờ ta cứu các người ra ngoài. Tình hình tổn thất thế nào, xác định thân phận của kẻ địch hay chưa? Tòa nhà tổng bộ của chúng ta tiêu rồi, tình hình thiệt hại xung quanh tạm thời chưa rõ. Còn về kẻ địch chắc là khu Đông Đại. Lão Giai đang chiến đấu với bọn họ. Cái gì, nữ khốn này sao chúng dám? Nhất định là Victor, chúng ta đều xem thường sự điên cuồng và quyết tâm của hắn. Trong thời gian ngắn như vậy đã xây dựng lên binh khí vệ tinh, xem ra hắn thật sự là không giết chết các người sẽ không bỏ qua. Tấn công ở trên mặt đất của kẻ địch, tạm thời có khu an toàn thứ hai ngăn cản, nhưng mà trên không đã bị xâm nhập hẳn. Ngoài ra còn phải nói trên đỉnh đầu lại phát động tấn công mang tính hủy diệt, cục diện ác liệt mà trước nay chưa từng có. Nhưng mà tôi đã liên lạc với Diệp Hạo rồi, chỉ cần cậu ấy về thì nhất định là sẽ có cách. Chúng ta nhất định là phải nghĩ cách cầm cự đến khi cậu ấy về. Đáng tiếc ngươi không chờ được hắn rồi. Ai? Khả Nhi. Các ngươi không cần biết. Đáng chết, khoảng cách chiến lược quá lớn. Lãnh đạo của tập đoàn Hàn Mặc hôm nay đều sẽ chết ở đây. Trở về Thâm Nguyên, vô đi. Lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, ta không tha cho các người. Đó chính là Diệp Hạo trong truyền thuyết sau, cuối cùng cũng hiện thân rồi. Giết hắn. Xa đoạn đi, Viêm Ma. Biến mất rồi. Đổi tài khoản Xích Viêm Đế. Viêm Ma quản lý, chết. Vạn Hào dẫn mọi người rời khỏi. Giao cho người, ta lập tức dẫn tiểu thư đi trị thương. Nguyên lực của vụ nổ lúc nãy chắc là đủ để giết các người, nhưng... Phân thân, thậm chí ngay cả thông tin của phân thân cũng giống y nhau. Các người là quái vật gì, khu Đông Đại, muốn thích nghiên cứu mấy thứ khiến người ta ghê tởm này sao? Ta vừa là nhóm lớn, một người là một quân đội, chết. Bọn ta luôn tìm nơi chôn thân, người có thể cho bọn ta cái chết chân chính hay không? Vừa tiêu diệt một quân tổng tự xưng là bất tử bất diệt, các người... Thật là biết chọn thời điểm. Vậy thì như ý nguyện của các người, siêu độ cho các người ở đây. Tinh phệ. Cảm giác đau này chân thật, sâu sắc. Đã lâu không có trải nghiệm này rồi. Người quả nhiên là người bọn ta muốn tìm. Nhưng mà bây giờ còn chưa đến lúc. Yên tâm, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp mặt. Khí tức biến mất hẳn rồi. Hắc này rốt cuộc là làm người gì? Khu an toàn thứ hai. Tổ A và tổ B luôn phiên bắn. Đừng dùng hỏa lực bao trùm, tuyệt đối đừng để kẻ địch đến gần. Thời đại gì rồi còn dùng tay phòng ngự, đúng là không khác gì người nguyên thủy. Cận chiến giao cho quân đoàn Hắc, bộ đội công thành giao cho ta đánh lão già đó xuống. Là quân đoàn Hắc của khu Đông Đại hay sao? Ngay cả lá bài cuối cùng cũng lấy ra. Mấy tên này sao vậy? Đánh nhau không có chút cảm giác nào. Ta cảm nhận được oán niệm sâu sắc trên người của bọn họ. Và lại mỗi người đều rất mạnh. Nhưng mà Diệp Hạo, đem an toàn ở đây giao cho chúng ta, ta tuyệt đối là không thể thua. Nhất định là Diệp Hạo đã làm gì rồi? Đây không đánh nữa, đột ngột vậy sao? Ấy, làm cho quỷ gì? Sao quân đoàn Hắc đột nhiên lại rút rồi? Mau liên lạc với Victor. Cái này khác với lời lúc trước hắn nói. Biến mất đi. Toàn vực bùng cháy. Diệp Hạo, cậu đến nhanh vậy. Vậy khu môn không sao nữa rồi chứ? Ngân Hoàn, mà Khả Nhi e là sắp không được rồi. Ấy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bất luận là thuốc cấp đại sư hay là phép hồi phục cấp cao cũng không thể nào khiến cô ấy tỉnh lại. Đại tiểu thư, mà Khả Nhi đã qua đời rồi.
Sao lại vậy? Khả Nhi của ta không? Cha, đại tiểu thư sao lại vậy? Đều trách ta. Vội vàng đi tìm Mộ Duy lại xem thường mức độ tán tận lương tâm của khu đông đại. Họ thật sự là dám ra tay chết. Không không, không trách cậu. Là chúng tôi quá dựa dẫm vào cậu. Tôi không nên đi gây hứng Victor vào lúc đó. Tôi nên ý chí hơn mới đúng. Là tôi đã hại chết em gái. Thiếu gia, vẫn chấn nền. Bây giờ chưa phải là lúc từ bỏ hy vọng. Còn có thể có cách cứu lại Mạc Khả Nhi. Cậu nói gì? Rõ ràng Khả Nhi đã chết rồi. Đây nè. Thuốc cấp thần, bản vẽ hồi sinh. Chỉ cần tìm được hai loại vật liệu còn lại thì có thể chế ra nó. Chúng ta còn hy vọng. Khả Nhi, tôi nhất định là sẽ cứu cô. Chờ tôi.